keo luôn. Chị Mỹ ơi, chị Văn biểu mà gửi xem ké trong queo gắn đâu đâu ké. Bao nhiêu chị mua về làm trẻ ké? Cái này hết sảy luôn. Bao nhiêu đó? Ba lấy chị 9 ngàn. Trời. Em mua ké 8 ngàn chị Mỹ à. Em gì đâu thấy không? Con ké mà để à. Còn tươi phải mình lấy 60 đi. Lấy hết đây đi. Dạ. 60 lấy hết rồi làm trẻ. Đó kẹp em mua lấy hết, không biết em mua với 70. Đây ngon hơn nữa, nhồng đây bà nhà đẹp thì đẹp luôn, tư quá. Ngon không? Xem ngon cái nhồng rồi đó mà không ngon. Không mà ý là tao nói nhồng đen đó nó là lại dai hơn. Vàng, vàng là béo hơn hả? Đi về đùi vàng nó ngon. Đâu đó. Cái con mắt gì nó gì mà sao mà ké? Là bán bao nhiêu vậy? Dạ bà sẽ bán 60. Rồi con ơi quay con lên. Quay con nha cô coi. Đây. Để lấy cái 7 nè. À quay đâu con. Lấy cái 6 này lấy 6 gần luôn. Cái 6 này cân nặng lắm. Là bao nhiêu tiền? 60 với lại 6 bên 6 nè. 30 ấy. 6 nè. Chào cả nhà. Mấy hôm trước mình mua cá nhồng mà ta đi vô liền á, là cá tươi á, để mình xay chả cá. Bây giờ mình sáng mình làm sẵn cái mình để trong tủ đông á, một đêm bây giờ mình rã cá ra để mình đi xay ở dưới cửa bé Vĩnh Trường, là có nhiều chỗ xay cá và làm gia vị rất là ngon, và mình ăn như vậy là bảo đảm an toàn. Đây gia vị mình đem theo luôn, bao gồm tỏi, hành, bột nêm, tiêu và đường. Người ta cũng có gia vị hết, mà mình thích ăn tỏi nhỏ nên mình đem theo. Bây giờ mình đi xay cá đây. Chúc cả nhà mình ngày mới nhiều sức khỏe và thành công. Chả cá Đức Thảo, địa chỉ chỗ này là gần cảng luôn đó, đi tới 300 m là cua tới cảng cá Vĩnh Trường đó. Để làm toàn cá nhồng không và bảo đảm. Cái cá gì vậy em? Cái đó hả? Cái nhồng, cái sơn. Là cái mới nhau hả? Dạ, lộn xộn á. Còn cái này? Đúng vậy đó, còn một loại của nó ra luôn á. Cái nhồng, cái sơn, lộn xộn. Dạ. Còn ví dụ chị mua cái nhồng không? Thì chị mua ấy, cái trắng á, thì chị mua cái mới thuận đó. Không thông mua cái sơn nè. Còn có mấy chị muốn ăn ấy thì chị mua cái lẻ. Cái liệt gì? Liệt méo, cái đồng liệt méo, liệt nhớt thì cũng được. Liệt thu. Liệt thu còn tốt. Liệt thu ngọt hơn hả em? Liệt thu nó dai hơn. À, liệt thu. Là rẻ chứ cái liệt nhớt. Không, cái liệt nhớt thì mắc chứ cái liệt thu thì nói chung nó cũng 50-60. Cái liệt nhớt thì có bữa thì 100. Cái nhỏ thì 50-60. Còn cái lớn thì cái 100 rồi nè. Bây giờ mình xay nè. Mình là cá nhồng không có trộn nè. Ở cảng á, thì đa số là người ta làm cá máu, còn ở chợ cái sợi cá máu không có là cá à cá muối thẩn. Muối à cá muối, cá muối ngon hơn cá thuận đúng không? Nó ngon hơn tại nó réo hơn, còn cái thuận nó mềm hơn đó, ít ngọt đó bà, rồi bảo dạng như bác ăn luôn á. Mình ăn cái gì là mình dặn dù ít ngọt hay là vừa, chứ còn ở Nha Trang này ăn thì hơi ngọt, mình thì ăn vừa thôi mà không ăn bột ngọt, tại có con nít á, mình không ăn bột ngọt. Không ăn bột ngọt hả? Không ăn bột ngọt. Tiêu ít hả? Tiêu ít hả? Không ăn tiêu cơ không cũng được. Bỏ vừa luôn đi, bỏ vừa tiêu luôn đi. Bỏ bột ngọt bà bấy tại sao chứ mua dùng bỏ bột ngọt, bỏ chút bột ngọt cho xong bỏ, cho nó dịu lại.
Cái này phải cân liều lượng là mới ngon, chứ không phải muốn bỏ nhiều nhiều, bỏ ít là ít đâu. Một một thứ cá hả em? Ngon hơn một thứ cá. Ờ. Đớ. Cái chày ngồi một cái liệp đớ. Đớ là không ngon hả em? Mấy người dạng như có liệp đớ không? Không có. Đó liệp đớ đâu, đưa chị coi cái cá liệp đớ là cá liệp nào? Liệp đớ là liệp nào? Chị cái liệp đớ đâu được coi? Ừ, thả cái tay á, cho vô tay á. Chị là liệp đớ. Cái này là không xay chả được hả? Không được mà điều nó lâu dai chứ không gì. À nó không ngon. Còn cá liệp nào khá ngon đâu? Xay tay cũng được rồi. Liệp gì đó? Liệp thu, đây là liệp thu. Liệp thu với liệp nhớt hả? Dạ, liệp thu nè, liệp nhớt đây nè, liệp nhớt đây cũng được mà liệp nó heo nè, liệp đây cũng được nữa nè. Bự ra à, cá thu với cá nhớt là ngon, cái liệp đớ đó là không xay được, nó không có dai. Không ngon dai, 6 giờ 6 rưỡi chị xuống, chị mua. À, cá mành. Dạ, đem mà kẻ nó sẵn đem. Mực mành cũng vậy phải không? Dạ. Mực mành cũng đi 6 giờ 6 rưỡi phải không? Hàng chị đi 4 giờ, 4 rưỡi không có gì. Cái lá là có chỉ mành nó vô mà cái dụng nó biết có cái dụng không? Cái chợ ghe quầy quê em là 40 thôi mà một chỗ luôn. Ô rẻ mà gia vị luôn đó, ghê, thích ăn tỏi nhỏ đó. Ô rẻ quá hả, 15 ngàn một ký thì mua là 460 hết nè, tiền công em xay bao nhiêu? 40 nữa là 500. 500 mà nên nó ra cho 4 kg đi, cho tao 4 kg mà tin 4 kg đi. Ừ. Thì đây cũng không phải 130.000 kg không? Gần 130.000 kg. Ờ, gần 130.000 kg rồi, 125 rồi. Rồi của em mà bán nhiêu? Của em. Còn muốn mua là mua ở đây luôn. À, mua ở đây luôn. Thì tùy theo tao mua ở rẻ thì 160.000, còn mấy mắm thì 170.000 chứ. Là cái gì với cái gì để tao biết? Cũng cái nhồng luôn á. Nhồng giấy với lại cá máu. Nó chiên sẵn hút trong không luôn, đầy đủ luôn. Đó, đảm bảo là cái nhân bảo đảm. Dạ. Cái ngon luôn là đó. Là cái ngon luôn. Hỏi mất công mình không? Dạ đó, mình ăn có sẵn gì ăn thì có gì bây giờ mình quay nóng này mình ăn thôi. Làm xong là sao, để sao nữa? Làm xong thì mình đỡ 2 tiếng ngồi sau mình mới chiên. Để ra ngoài á? Dạ. Mình đỡ ra ngoài như vậy 2 tiếng ngồi sau chiên. Chiên xong rồi chị đậu nguội á, chị bỏ vô cấp đông bị vài miếng gì á. Miếng để sống được không? Không không chị, để sống cái nó hư á. Nó dở hả? Dạ. Không, để sống trong cấp đông á. Không dở, không có ăn được. Ra lấy ra chiên bây giờ mà. Phải biết cách hay không? Không biết cách là mình về làm cũng chứ còn người không biết tại không dịch. Cứ đút vô tủ lạnh rồi lấy. Còn mà dịch nhân liền nó cũng không dai, nó cũng dở luôn. Chả cá mình xay về mình để hơn 2 tiếng rồi. Mình hấp. Bỏ vô sừng hấp chín. Rồi để nguội xong mình bỏ vô tủ lạnh. Mình hấp thành 2 lần. Hấp 1 lần một ít vậy thôi. Và cái này để chút nữa cũng hấp. Và để nguội bỏ tủ lạnh. Này mình chiên rồi. Để nấu canh chua. Cá nhầy cá nhồng. Dòng vi vàng. Nó có độ béo. Hàng chị ăn rất là ngon. Đang thử. Wow, thử chấm mắm. Dòng vi vàng ha. Quết rồi. Dai. Rồi có cái độ ướt là béo á. Dòng vi vàng thì quết là ngon rồi, được rồi. Nó có mỡ chị ngon. Dòng đen thì khô. Ngon quá. Dòng vi vàng có độ béo á. Ăn chi trong á, nó mịn mà nó mềm mà nó dai và ăn nó mọng nước mỡ nhiều. Chị mình ăn ngon hơn dòng di đen á nha. Canh chua cũng rất là ngon nha các bạn. Nấu me tươi, thơm cà chua é mổ. Nấu là vừa sôi vừa chín là phải nhắc xuống liền ăn mới ngon. Cảm ơn các bạn đã xem.